bài hát trend chưa bao giờ là hết hot. Các bạn fan của tôi cứ phải gọi là thánh nhạc. Cơ mà hôm nay sẽ là những bài hát cực choáy và cực hot. Chỉ là câu đố của chị Kính đưa ra sẽ hơi khó mà thôi. Bạn nào sẵn sàng đu trên TikTok thì like video và bắt đầu ngay cho nó nóng nè. Get go! Câu 1. Mở đầu mà sai thì bạn nên xem lại cái trình độ đu trend đấy nhé. Bài này là bài hát gì nhỉ? Sơi, biết ngay là có mấy bạn kêu câu hỏi dễ mà. Đáp án là Khuất Lối. Cái bài hát hot hit như thế này, like video nếu bạn đã trả lời đúng nha. Và sau đó thì xem các idol đu trend rồi qua câu 2 nè. Câu 2, tiếp nào, bài hát gì đây ta? Có ai biết bài hát Cà phê không đường không ta? Chứ chị Kính là mê một thời luôn á. Nghe đi nghe lại, nghe mãi không thôi. Để chị cho các bạn nghe cùng nhé. Câu 3, lại nghe nhạc tiếp ha. Comment là anh yêu vội thế rồi, xuất sắc luôn mấy bạn ơi. Tôi là tôi thấy các bạn lướt top top hơi nhiều rồi đấy. Bài nào cũng chỉ mất vài giây là đưa ra đáp án liền à. Để tôi tăng cái độ khó nha mấy bà ơi. Nếu anh là em muốn kết thúc nhưng anh phải đau ngàn lần. Anh đi vào sâu tim em, xin chết yêu thương ở đây, sẽ còn mãi nơi này. Câu 4, tiếp nè, bài hát gì đây ta? Cẩn thận không là nhầm lẫn đó nha. Tôi biết ngay là sẽ có mấy bạn bình luận là Thuyền Quyên mà. Không bé ơi, đáp án là Thuyền Hoa cơ. Haha, mấy bạn nghe bài Thuyền Quyên nhiều nên là nhầm lẫn hết cả. Vậy thì qua câu 5 cho bạn làm lại nè. Của bài Thuyền Quyên, nhạc 1. Mắt trong nắng đôi mình mới chung thuyền, một ngàn năm ta mới về chung lối. Nhạc 2. Dặm ngàn thiên lý tiếng người đi, mấy đứa cũng buồn ngày biệt ly, không cho riêng mình đoạn chuyện thương non đổ giang. Hay nhạc 3. Và tình yêu lắm nhanh như thoi đưa, anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa. Giỏi vậy ta, nghe đến nhạc 2 là biết liền ạ. Quá là đỉnh của chóp, tặng bạn 10 điểm nha. Câu 6, bài gì đây, bài gì đây? Đừng khóc, bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi. Bạn có nhớ cái trên này chứ? Cơ mà tên bài hát là Bên trên tầng lầu cơ, không phải là Em ơi đừng khóc đâu nhé. Câu 7, lại là một câu hỏi đuổi hình bắt chữ. Bạn đoán bài gì đây nào? Trời ơi, đừng nói là bạn không biết bài này đó nha. Nếu mà không biết thì bạn nên nghe qua một lần nè. Anh có nắm nhớ em vào lần ấy mà. Yêu em bao lâu anh có đâu ngờ. Phút chốc tan vỡ chuyện chúng ta mơ. Chén rượu tình say lên nó tôn thờ. Màu son trên môi em còn vương vấn vì ai đắn đắn đà. Cho anh vài
say qua vô em đến ngày mai. Câu 8, quay về quá khứ bắt trên cái nha. Bài gì đây ta? Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé. Fan chị Kính có đưa ra được đáp án là tình bạn diệu kỳ không ta? Comment tên người bạn mà bạn thân nhất xuống phần comment nào. Có 10 giây để đoán ra đây là bài hát nào. Bài hát Chàng trai sơ mi hồng. Có bạn nào nhớ bài này không nhỉ? Chắc là chưa quên đâu. Câu tiếp theo đi, chưa chắc bạn đã đoán ra bài gì đâu nhé. Truyền thái y đi, anh đã say bắt luôn lời đề. Từng tiếng âm thanh kia làm anh đau điên. Truyền thái y đi, em nhập như bức tranh như thuyền. Nàng đã mang anh đi về nơi. Câu 14, bạn có 10 giây để viết tên bài hát này. Chỉ có chính con nhà bà xác nha. Ai trả lời đúng thì đừng quên để lại bình luận các đáp án xuống phần comment để còn nhận quà nữa nè. Bài hát gì đây ta?
chỉ có bạn nào biết kẹo bông gòn thì mới biết cái đáp án cho bài hát này nha. Vậy là chúng mình đã khám phá hết 15 bài hát hot hit trên vũ trụ top top rồi. Nếu bạn còn muốn tiếp tục khám phá những hot trend hay là idol nào thì đừng quên để lại comment cho chị Kính được biết nhé. Còn bây giờ thì Du Chen cùng các idol sau đó tắt điện thoại học bài nha. Đều cho đường tan ra. Nếu tình yêu là công việc thì em không cần tan ca. Anh không phiền thì xóa đâu em đi. Để tình yêu của đôi mình không bao giờ mơ lắm. Buồn sao được, trường mầm non thân